Nhanh lên, nhanh lên. Vô đi. Đưa đi cho tao. Đưa đi. Bỏ ra. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Nhanh lên. Bỏ ra. Có người tới kìa. Buông ra, không được giết mày đâu. Buông ra. Con cướp, chạy lên lại. Cướp, trả đây. Em trả đây. Sao không em? Em sao không em? Sao không? Cướp. Em sao không? Cướp. Đứng lại. Chạy lên. Đứng lại. Đứng lại. Em sao không? Đưa ra đi. Đi theo anh. Đúng vậy, đi lẹ. Đứng lại. Đứng lại. Mày cắp. Nghe không? Đứng lại. Anh còn chạy được nữa không? Nhờ các đồng chí bảo vệ hỗ trợ cùng với chúng tôi đưa tội phạm về phường. Đây là tài sản của cô. Dạ. Mời cô nhận lấy. Dạ, cảm ơn anh. Cô kiểm tra xem có mất gì không. Dạ, em cảm ơn hai anh. Không bị mất gì anh ạ. Anh đội mũ lên đi. Cảm ơn anh. Vết thương này rất sâu và chảy nhiều máu. Anh để chúng tôi đưa đi bệnh viện nha. Không sao đâu. Cảm ơn anh. Đưa anh ta đi. Dạ. Đứng dậy đi. Quick!